Hello, hello. Xin chào chị em nha. Trở lại cập nhật với cái ngày cuối tuần thì chúng ta cùng nhau ta lướt qua các cái thông tin ở trên thị trường cũng như là chuẩn bị cho các cái phiên giao dịch trong tuần tới nha. Ngày điểm nhấn trong cái cuối tuần thì mình thấy là về cái giá vàng, đúng không? Giá vàng ngày 28 tháng 9 thì giá vàng nhẫn tiếp đà tăng. Tiến sát mốc 83,5 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục mới nhất. Trong khi giá vàng nói chung là chúng ta thấy là đây như thế là giá vàng nói chung là bây giờ là giai đoạn này là vàng nha, là phải trên vàng miếng vàng nhẫn gì đó là trên 80 hết rồi, vàng nữ trang thì cũng nếu mà vàng 99,99 là trên 50. Còn ví dụ như là vàng 75% thì nó phải khoảng đầu 6. Rồi vàng 14K thì nó là khoảng 40 40 mấy triệu. Đấy. Thì cái câu chuyện vàng ở đây nó cho chúng ta thấy cái gì, đúng không? Thì cách đây khoảng 1 2 tháng á thì mình thấy cái giai đoạn đó là vàng, giá vàng lúc đó là chúng ta chỉ nhớ là gì ta? Vàng miếng đúng không? Vàng miếng tăng nóng xong rồi ngân hàng nhà nước kiểm soát cái việc gọi là mua bán vàng miếng thì dòng tiền ở trong dân hoặc là các cái dòng tiền chúng ta không biết là dòng tiền của trong dân hay là dòng tiền đầu cơ hay là như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy là một cái dòng tiền nào đó nó đã đi qua cái vàng nhẫn và nó kéo luôn cái giá vàng nhẫn là từ khoảng bảy mấy triệu đúng không, bây giờ là nó đã lên đến vượt lên đến cái mốc 80 đó. Mình thấy là vàng tăng rất là khủng khiếp. Trong khi đó ví dụ như là mình nhớ từ cái năm mà mình vừa mới tốt nghiệp đại học xong, mình nhớ giai đoạn đó là mình mới ra đi làm thì giá vàng nó cũng đâu đó khoảng 33 35 triệu 36 triệu, rồi đến cái giai đoạn mình cưới thì giá vàng nó cũng đâu đó khoảng 58 55 58 triệu đó, mà giá vàng nó còn giai đoạn đi ngang, nhớ mãi là một cái giai đoạn giá vàng nó đi ngang rất là lâu khoảng đây nè đó, trước ở đây nè, nó đi ngang 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 ở xong bắt đầu là 2024 là cái năm giá vàng tăng kinh khủng khiếp luôn anh chị. Đó thì chúng ta thấy được là tiền nó rất nhiều đó, và chúng ta thấy được là gì, khi mà cái dòng tiền nó đã nhiều rồi thì nó đổ vô thì bất cứ cái gì nó cũng có thể tăng đó. Khoảng một tháng trước đúng không, chúng ta thấy là các bắt đầu là mình coi những cái clip của VTC, có một số chuyên gia thì người ta cũng cảnh báo những cái rủi ro về việc là mua vàng trong ngắn hạn là sẽ rất là rủi ro, nhưng mà nhiều khi gọi là chuyên gia thì người ta cảnh báo như vậy á, nhưng mà trong cái mặt ngắn hạn á, thì người ta không thể nào người ta diễn biến được đúng không? Thì khi trong mặt ngắn hạn là bỗng nhiên nó có những cái tin tức tích cực như ngân hàng Trung Quốc bơm tiền này. Đó, rồi là tác động từ chiến tranh, đó tác động từ các cuộc chiến tranh, cuối cùng là giá vàng thế giới tăng, nó đẩy luôn cái giá vàng trong nước tăng lên mốc 80 triệu luôn, vượt mốc 80. Đó, chúng ta thấy là cái dòng tiền nó rất là kinh khủng, nó mắc, nó còn có thể nó mắc hơn. Ở nhiều khi nó tăng thì nó sẽ tăng phi lý trí, còn bao giờ nó chỉnh thì ai mà biết đúng không, chúng ta chả biết bao giờ nó chỉnh, nhưng mà cái cơ bản là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta xét về dưới một cái góc độ mà tài sản và dòng tiền thì nếu mà anh chị em gọi là nhìn một cái vấn đề theo cái gọi là góc nhìn giống như kiểu mà một cái củ nhân sâm á, là chúng ta đi với một cái loại tài sản nói chung dài hạn đó, mà chúng ta có một cái gọi là gọi là cái không phải là dạng như kiểu mà mua để mà lướt lướt sóng vàng hoặc là lướt sóng gọi là ăn T cộng nha, mà chúng ta gọi là đi trường theo với một cái tài sản, thì anh chị thấy là anh chị nắm từ bất động sản đúng không, rồi anh chị có nắm vàng hay anh chị nắm cổ phiếu, thì xu hướng là chúng ta đều có lãi, trừ khi mà chúng ta nắm phải những con cổ phiếu lỡm như là ROT SLC thôi, chứ còn về mặt tài sản đi thì hiển nhiên tài sản nó cũng sẽ có những lúc up lúc down. Chúng ta thấy là có những cái giai đoạn ví dụ như bản thân giá vàng thôi, nó có những lúc nó lên thì chúng ta lên báo, chứ nó ghi là báo chí bắt đầu người ta dự tiết là giá vàng giảm, để giá vàng giảm mạnh mạnh nhưng mà nó chỉ gọi là mạnh 1-2 triệu so với lại mức tăng của nó là mấy chục triệu thôi, chứ còn chứ nó cũng không phải là gọi là giảm mạnh để mà gọi là về lại cái mức mà 30 triệu để mà chúng ta có thể mua được. Tại mình nhớ là bây giờ nhờ kêu là nằm có nằm mơ thì cũng không có cái giá mà 30 triệu như cái thời tầm 2006 2010 lúc mình mới tốt nghiệp nữa đó, giờ giá vàng là mười mấy triệu rồi, chúng ta cứ tính đi, anh chị cứ tính đi. Giờ các bạn sinh viên đi ra trường đi làm đúng không? Rồi cũng muốn cưới vợ. Đó. Đi làm bao nhiêu thì mới tiết kiệm mua được một chỉ vàng đúng không? Trong khi ví dụ như ngày xưa có nhiều khi chúng ta thấy buồn cười là đám cưới xong nhiều anh em mà làm
bán vàng, nó kêu là cầm vàng mãi chả tăng chả có lãi mấy thì thôi bán vàng, đi mua xe hơi hoặc là chúng ta đi mua điện thoại iPhone đúng không? Thì xe hơi thì nó ra đời mới, điện thoại thì nó cũng đời sau nó thay đời mới, rồi cuối cùng là giá điện thoại thì xuống giá, trong khi đó là giá tài sản lại lên. Và bây giờ thì có tuổi rồi thì lại quay lại là phải đi trả tiền nhẫn cưới đúng không? Trả nhẫn cưới cho những cái người ngày xưa mà người ta đi của mình, thì lại thành ra là bán giá vàng ở giá năm mấy để mua điện thoại, bây giờ lại phải đi mua lại vàng ở giá 8x đó, cuộc đời nó nghiệt ngã đấy. Ok, này tâm sự vào cái video rồi, tâm sự với nhau chúng ta thấy cái câu chuyện gọi là nắm giữ tài sản như vậy, chúng ta thấy là nắm giữ tài sản nó rất là khủng khiếp đúng không? Đó, và chúng ta thấy là tiền á, thì nó ngày càng mất giá và tiền nó ngày càng nhiều lên, nó nhiều bằng từ cái câu chuyện gọi là các ngân hàng người ta liên tục người ta in tiền, nhất là in tiền để làm gì, để hỗ trợ nền kinh tế của chính bản thân họ. Hai nữa là tiền công dân, nó tiền công dân nó được tích tụ qua các thế hệ này, thì nó lại ngày càng nhiều lên, rồi nhiều tiền quá thì nó lại đi đâu, nó lại chui qua những cái kênh gọi là tích lũy tài sản như là vàng, như là bất động sản, rồi chứng khoán đó, tiền gửi tiết kiệm, nó thấy tiền gửi tiết kiệm cũng ngày càng nhiều nữa. Cứ thấy là trên TV nói là gì ta, bất động sản giá rẻ đúng không, rồi bất động sản cao quá sốt giá, nhưng mà anh chị ra ngoài kêu là giá bất động sản như nó giảm, không bao giờ nó giảm, tại vì những người người ta đã có nhiều tiền rồi thì trong cái mặt ngắn hạn người ta có thể người ta là ăn tiêu tiết kiệm lại đó để người ta sống qua ngày, chứ người ta cũng nhất quyết người ta cũng không bán bất động sản ra giá rẻ cho mà gọi là gì ta, gọi là như cái mà báo chí nói là giá đất kéo giá bất động sản thấp lại đúng không? Đó, tại vì tiền nó quá nhiều mà, tiền nó quá nhiều thì bây giờ chỉ cần giảm nhẹ xuống thôi 20-30% thôi là lại có lực lượng là người ta múc vào ở phía dưới rồi, thì khi người ta đỡ giá vậy thì biết khi nào nó mới giảm được, nó cũng tương tự giá vàng đấy. Ok, cái điểm nhấn thứ hai của cái tuần vừa qua là chúng ta thấy là cái câu chuyện thay đổi trục của chính sách của Trung Quốc, là ngân hàng Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ tăng trưởng. Thì cái câu chuyện này thì mình còn có tìm hiểu thì một số các cái diễn biến là như là từ sau cái giai đoạn Covid đó, là chúng ta thấy là Trung Quốc đó, là nó có những cái gọi là về các cái gọi là hoạt động phòng chống tham nhũng luôn, lưới trời gì đó, cho chúng ta thấy là bắt Tập Cận Bình là không có gọi là áp dụng cái câu chuyện gọi là bơm tiền hoặc là hỗ trợ nền kinh tế, nhưng mà sau khi một cái thời gian dài thì thấy là Trung Quốc nó đạt được rất nhiều cái thành tựu về cái công chuyện là phòng chống tham nhũng nè, rồi là cái gì hỗ trợ cho các cái gọi là cái gọi là gì ta, siết lại cái gọi là bong bóng bất động sản, rồi các cái ngân hàng mà có cái sức khỏe yếu đó, thì bây giờ có vẻ như là họ đã gọi là bắt đầu họ tự tin hơn trong cái câu chuyện gọi là gọi là nới lỏng cái chính sách đó. Cho nên là tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là các cái trang mạng đó đưa ra những cái thông tin là ngân hàng nhân dân Trung Quốc này cắt giảm lượng tiền tối thiểu mà các ngân hàng trong hệ thống phải giữ lại nè, hay còn gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc nè, thêm 50 điểm cơ bản đó. Rồi cái tiếp theo nữa là gì ta, hạ lãi suất hợp đồng repo kỳ hạn 7 ngày đó thêm 0,2 điểm phần trăm nè, rồi còn chưa kể nữa đây đây rồi còn các cái vấn đề về gọi là các cái quỹ hỗ trợ thị trường chứng khoán nữa đó. Thì ngay sau khi mà cái những cái bài báo này ra nè, người ta thấy là thị trường chứng khoán Trung Quốc là quay đầu tăng bốc mạnh từ đáy luôn nha. Mình thấy là quan sát các cái phiên gần đây á, cái chỉ số Hang Seng này nè nó tăng cũng không hề yếu như gì đó, từ cái Hang Seng one day thì nó không thấy được, tôi coi tuần mình tháng 10 đây nè đó, chúng ta thấy là sau cái giai đoạn mà cái chỉ số Hang Seng này nó cắm mạnh xuống dưới nè, mò đáy nè đó, thì bây giờ gần giống như là nó tạo ra hai đáy nè, và nó hồi rất mạnh nha, ngày nào mình cũng thấy là nó hồi 3-4% anh chị, nên là cái đà hồi phục như thế này không hề đơn giản nha. Thị trường chứng khoán của chúng ta thấy là những cái phiên mà tăng 10 điểm nó tăng khoảng đâu đó khoảng gần 1% thôi là mình đã thấy là rất tích cực rồi, trong khi đó là thị trường Trung Quốc á, mà nó hồi 3%, có hôm mình thấy cái hồi tới gần 5% đây. Thị trường chứng khoán Shanghai cũng có những đà hồi nó giảm điểm mạnh đúng không,
đó, liên tục có những cái tuần hồi phục mạnh này. Đó rồi nó kéo theo các cái chỉ số chứng khoán của Trung Quốc, của ví dụ như là châu Á khác như là Nikkei nè hoặc là KOSPI đấy cũng quay trở lại vùng đỉnh. Nikkei 225 đúng không, sau cái giai đoạn gọi là một cái cú sốc bị ngắt cái kết nối do cái câu chuyện gọi là in carry trade đúng không đó, thì bây giờ nó đã quay trở lại đỉnh cũ rồi. Thì chúng ta thấy được cái câu chuyện ở đây là mặc dù là ở trên vùng đỉnh á, ai lo thì cứ lo thôi, ai lo thì cứ lo, ai thấy rủi ro thì vẫn thấy rủi ro, nhưng mà cái thị trường nó vẫn lên. Và bản thân chứng khoán Mỹ nè đó, bắt đầu sau khi mà ngân hàng trung ương, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed nè quyết định cắt hạ lãi suất 0.5% là chúng ta thấy là vọt vượt đỉnh luôn và tiền rất nhiều đó, tiền rất nhiều. Thì khi mà tiền nó nhiều như thế này đó thì nó múc thì cái gì nó cũng lên thôi chị. Đó là cái lý do mà ngày hôm nay làm cái thumbnail như vậy đó. Và cái này thì cũng có thể là một cái mà chúng ta lưu ý cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiển nhiên là cũng không phải là tất cả các cổ phiếu nó đều tăng đâu, nó hiển nhiên nó sẽ có những câu chuyện lựa chọn, nó sẽ có những cái yếu tố nó khác đang xen. Nhưng mà chúng ta phải nhìn, nếu mà chúng ta nhìn mọi thứ nó ở dưới góc độ tài sản và ở cái góc độ về về tiền nó đi lên, dòng tiền tăng lên thì cơ bản là gọi là gì ta, nước lên thì thuyền lên đúng không, mà nước nó lên mạnh thì cái gì nó cũng sẽ nổi hết đó. Ok, diễn biến trong nước thì ở đây chúng ta thấy nè, ngân hàng nhà nước bơm tiền nhiều nhất kể từ năm 2023 nè đó. Thì cái này nó lại liên quan đến câu chuyện tỷ giá đúng không? Trong năm thì chúng ta có những cái lúc mà tỷ giá của chúng ta tăng cao lên vùng này, thì anh chị nhớ lại cái khoảng thời gian mà thời gian khoảng đâu đó tháng 4, tháng 5 thì cứ 2:30 chiều là phải ngồi coi là ngày hôm nay là ngân hàng nhà nước hút tiền đến bao nhiêu, hút đến đâu rồi đúng không, xong rồi là có bán đô ra không đó, mà rất là căng thẳng. Cứ ngày là cứ đâu đó là nguyên một tuần là mình thấy là anh chị em cứ gửi cái bản cái gì hút tín phiếu đó, và mọi người giai đoạn đó rất quan tâm đến câu chuyện hút tín phiếu rồi khối ngoại bán đúng không, những phiên khối ngoại bán 700 tỷ rồi 1.000 tỷ rồi bán cả hơn 1.000 tỷ một phiên, bán dập liên tục đấy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã khác rồi, tỷ giá đã hạ nhiệt, đô lên đế hạ nhiệt, tỷ giá hạ nhiệt ổn định lên quanh vùng 24.500 hay 24.600, thì nó mở ra cái câu chuyện là ngân hàng nhà nước quay trở lại gọi là đây ngân hàng nhà nước bơm tiền đúng không. Đây ngân hàng nhà nước đã bơm tổng cộng lượng OMO đang lưu hành 67.359 tỷ đồng, qua đó duy trì trạng thái bơm ròng cao nhất kể từ đầu tháng 2 năm 2023 đó. Đấy thì cái này á, nó cái việc mà tỷ giá nó như thế này á, nó sẽ còn một cái nữa mà anh chị nhớ lại là cái giai đoạn khi mà tỷ giá nó tăng cao thì chúng ta có những cái động thái gọi là bán đô đúng không, để mua gọi là gì ta, bán đô ra đúng không, để thu Việt Nam đồng trở lại đó. Thì bây giờ khi mà đô hạ rồi nó sẽ còn sẽ có những cái giai đoạn là ngoài bơm OMO ở đây thì sẽ còn cái việc gọi là mua đô vào đó. Bây giờ là phải mua đô vào để chuộc lại cái lượng đô mà đợt trước bán ra đó, để tăng cái dự trữ lên đó, để chống những cú sốc nó như thế này nó có thể xảy ra trong tương lai. Thì chúng ta thấy là thì với cái góc độ của mình đó, thì mình nghĩ là cái giai đoạn thị trường của chúng ta 1.300 hiện tại đó, là nó đang được hội tụ bởi rất nhiều yếu tố, thiên thời địa lợi nhân hòa nha. Đó thiên thời là gì, thiên thời đó là tỷ giá nè. Đó tỷ giá ổn định nè, các cái gọi là hoạt động bơm tiền nè, rồi thiên thời là ngân hàng Trung Quốc cũng gọi là xoay trục chính sách nè, rồi chúng ta thấy là Fed cũng bắt đầu hạ lãi suất nè. Đó thì thiên thời đó là cái như vậy. Địa lợi là gì, địa lợi đó là cái bối cảnh hiện tại của chúng ta thấy là nhà đầu tư khối ngoại họ liên tục họ quay trở lại mua ròng trong các cái phiên giao dịch gần đây nha. Đó địa lợi nhân hòa là cái câu chuyện nhà đầu tư khối ngoại quay trở lại mua ròng đúng không, nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua ròng là chuyện bình thường đó, nhưng mà nhà đầu tư khối ngoại người ta quay trở lại mua ròng là cái mà lâu lắm rồi mình mới thấy xuất hiện. Nếu mà thống kê như cái bảng thống kê có ở đây là trong khoảng 10 phiên trở lại đó, thì anh chị thấy là cái chuỗi ngày mà nhà đầu tư khối ngoại họ mua á, chúng ta thấy sắc xanh thì cao hơn sắc đỏ đúng không? Còn ở đây thì có lọt vào một cái phiên là 24 tháng 9 là bán 2.431 tỷ. Thì 2.431 tỷ này là bán thỏa thuận VIP trong phiên ETC nha.
đó. Thì nếu mà mình bỏ cái cuộc bán thỏa thuận nó ra thì nó là một cái phiên bán, phiên mua ròng mà mình nhớ là cũng phải gần 200 tỷ, thì chúng ta thấy là nguyên đây là một cái chuỗi mà mua xanh, chỉ có một cái phiên đỏ thôi, và lâu lắm rồi thị trường chứng khoán của chúng ta mới quay trở lại tiệm cận một ngàn ba với cái dòng tiền khối ngoại khối nội mua xanh đồng thuận như thế này đó. Còn câu chuyện tự doanh thì không nói, tại vì tự doanh là họ ba phải ông bán không mua là cân qua sức lại thôi đấy. Rồi cái địa lợi, một cái nữa địa lợi của chúng ta thấy của cái giai đoạn này khác hoàn toàn so với những cái giai đoạn 1.300 trước, đó là gì? Ngân hàng hay gì, nhóm ngân hàng chúng ta có một cái câu chuyện gọi là bao lần trước chúng ta cứ tiệm cận lên 1.300 thì cái nhóm ngân hàng nó bị tán ra đúng không, nó bị bán xuống, hoặc là nhóm ngân hàng không tăng được, hoặc là chúng ta thấy là chỉ có những cái nhóm ví dụ như nhóm mid cap rồi rồi mấy cổ phiếu upcom hoặc là mấy cổ phiếu công nghệ hô hào nó tăng thôi đó. Nhưng mà không có ngân hàng thì rất khó để mà nó trụ được trên 1.300. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại chúng ta có những cái cổ phiếu ngành ngân hàng, tí nữa chúng ta sẽ cùng xem với nhau, nhưng mà chúng ta có những cái cổ phiếu ngành ngân hàng tích lũy đi ngang, tích lũy và bắt đầu vượt qua những cái đỉnh ngắn hạn đó. Rồi cái điểm nữa cũng tích cực đó là những cái cổ phiếu mà nó điều chỉnh đi, ví dụ như là cái giai đoạn mà thị trường 1.300 cũ, nhiều cái cổ phiếu nó ở trong một cái gọi là vùng quá bán, nó ở trong một cái vùng quá mua, hoặc là nó đang trong một cái xu thế điều chỉnh giá. Nhưng mà bây giờ hiện tại những cổ phiếu chúng ta thấy cổ phiếu thép nè đó, hoặc là nhiều cổ phiếu ngân hàng nó điều chỉnh rồi nó đi về những vùng thấp đó, nó đã gọi là đâu đó nó tạo đáy và nó tích lũy lại và nó đang ở dưới những cái vùng quá bán, thì về mặt xác suất nào đó thì có thể là nó gọi là nếu mà nó có rơi thì nó cũng sẽ không phải là rơi nhiều nữa, mà cái xác suất tạo đáy là nó đang có. Thì chúng ta thấy là rất nhiều yếu tố của thời điểm hiện tại nó đang ủng hộ, mà chưa kể câu chuyện ủng hộ nhiều nhất đó là dòng tiền. Mà khi mà dòng tiền như thế này nó quay trở lại thị trường á, thì anh chị em hiểu là cái thị trường tài chính nó là cái bình thông nhau anh gì, cái thị trường tài chính là nó cái bình thông nhau, chứng khoán này, ngân hàng, bất động sản, thì cái gì mà nó thông nhanh nhất với cái việc mà bơm cái việc mà bơm thanh khoản đó là thị trường tài chính đó. Không có cái gì mà nó nhanh bằng thị trường tài chính nha. Nó có thể là bất động sản á, thì nó sẽ phải tốn thời gian, ví dụ như bây giờ tiền bơm ra hệ thống đúng không, thì anh chị muốn đi mua đất á, thì chúng ta phải đi xem đất nè đó, rồi vô ngân hàng vay, rồi phải kiểm duyệt làm hồ sơ. Nhưng mà vô chứng khoán nó rất khác nha, vô chứng khoán nó rất là nhanh đó. Nó có thể đến từ cái câu chuyện gọi là các cái dòng tiền nó gọi là đi qua lại, và nó có thể đi vào các cái gọi là các cái khoản gọi là trước đó, thì chúng ta thấy là trên thị trường giai đoạn này của chúng ta cũng không có căng margin, tức là sao, tức là cái sức mua của chúng ta vẫn còn đó, tức là cái sức mua vẫn còn. Mà trong cái giai đoạn trước á, thì khi mà thị trường nó bị gọi là nó bị những cái biến cố, nhà đầu tư người ta hạ margin rất nhiều, thì bây giờ cái sức margin nó có, và với cái việc mà ví dụ như là bơm tín phiếu rồi cái kênh OMO nó mở ra như thế này á, thì cái dòng tiền nó sẽ đảo đó, nó sẽ đảo, mà cái dòng tiền mà nó hấp thụ qua kênh chứng khoán là kênh này, nhanh nhất thôi, T cộng là đã đảo tiền qua được rồi đó. Nên là mình vẫn nghĩ là cái giai đoạn này là không có cái câu chuyện gì mà chúng ta phải gọi là phải quá tiêu cực vào thị trường. Nó chỉ có cái tiêu cực duy nhất á, là tiêu cực trong bản thân nội tại của nhà đầu tư thôi. Tại vì chúng ta gọi là gì ta, người ta nói cái câu gì mình tự mình suy nghĩ mình bé nhỏ thì mình sẽ thành bé nhỏ. Giống như cảng là từ đâu mà có đúng không, cảng là nó là một cái vùng tâm lý thôi, thì khi mà nó cứ đến cái vùng đó nó ngừng lại thì nó sẽ tạo ra cái cảng. Thì cảng là một cái gọi là cái ngưỡng mà tâm lý của chúng ta tự tạo ra với nhau thôi. Thì mình nghĩ là cái 1.300 nó cũng như vậy, tức là hiện tại thì mình gặp nhiều anh chị em nhà đầu tư nhỏ lẻ thì mọi người vẫn nói là ở 1.300 khó vượt quá rồi, 1.300 tức là tự chúng ta đang tạo ra cái vùng cản tâm lý cho chúng ta ở ngay đó. Thì khi lên đó anh chị em tự anh chị em đặt cái nút lệnh bán ra, thì chính những cái người người ta bán ra như vậy thì người ta đang đang chốt lại đúng không. Thì khi mà chốt lại như vậy thì chắc chắn nó sẽ có áp lực, thì thị trường nó sẽ bị khó. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta cứ bút đồng loạt đi thì kiểu gì nó chạy vượt 1.300 đúng không đó. Thì cái này là nói thế thôi, chứ không phải là anh mình nói vậy là anh chị em về anh chị em múc một phát một là để cho nó vượt 1.300. Tại vì cơ bản là chúng ta là nhỏ lẻ thì không bao giờ có thể gọi là đảo chiều được xu hướng của thị trường đúng không. Muốn đảo chiều xuống thị trường thì chúng ta cần phải có những dòng tiền lớn ấy. Thì anh chị chốt lời được ở vùng 1.300 là ok, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là có thể là dòng tiền lớn giai đoạn này với sự tạo lập của ngân hàng họ sẽ đánh cho vượt 1.300 và biến cái nền tích lũy vừa rồi của chúng ta trở thành một cái khu vực gọi là nền mới
đó, và sau đó nó vượt ngàn ba rồi có thể là nó lên ngàn tư, hoặc là sau đó nó test lại ngàn ba đó, nó lòng vòng lại test lại 1290 đó đó, nhưng mà mình nghĩ là cái vùng 1300 sẽ là một cái vùng nền mới của chúng ta đó, tại vì là người ta nói rồi thiên thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không, bao nhiêu lần vượt 1300 rồi thì bây giờ vượt lên được một lần thôi là nguyên cái vùng này nó sẽ trở thành một cái nền đó, không có gì tốt hơn cái thời điểm này nữa. Ok, diễn biến về tin tức doanh nghiệp thì chúng ta có những cái thông tin gì hôm nay mình thấy là VSC nè, Container Việt Nam sắp nắm 37,5% vốn tại Vinaship. Thì cái đợt vừa rồi á, mình coi trên, mình thấy là có một cái diễn biến khá quan tâm đối với VSC nếu mà anh chị quan tâm nha, đó là Vietinbank Capital đã trở thành cổ đông lớn của VSC, VSC, đây, mình coi VSC nha. Đây, ban lãnh đạo chủ sở hữu nè. Danh sách cổ đông nè, đó. Ở đây là quản lý quỹ một thành viên nè, quỹ quản lý ngân hàng, nói chung Vietinbank Capital đó đang nắm 16,12% trở thành cổ đông lớn của VSC đó. Thì mình nghĩ là cùng với cái việc mà VSC lại tiếp tục nó củng cố cái chuỗi sinh thái của nó trong cái mảng cảng biển đó, thì chúng ta thấy là đọc các cái câu chuyện về cảng logistics rồi cảng cảng Cần Giờ đó, thì chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta cũng là một cái quốc gia mà đang có những cái lợi thế đúng không? Thì các cái doanh nghiệp mà trong ngành cảng biển như là Gemini nè, rồi HAH thì là xưa giờ là hot rồi. Đó thì chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu ngành khác, nhưng mà đây có thể là những cái mà bạn chỉ đọc đọc để không phải là chúng ta đọc để về ngày mai chúng ta mua, mà đọc để chúng ta hiểu hơn là kinh tế đất nước của chúng ta nó đang đi lên. Đó, rồi có những cái cổ phiếu nó như thế này thì chúng ta mới đưa vào trong cái watchlist đó, xong rồi dần dần chúng ta quan sát nếu mà hợp thì chúng ta đầu tư đấy. BC1 là năm nay lãi ròng, năm nay có thể là tăng gấp 3 lần, lãi ròng tăng gấp 3 lần, tập đoàn chia từ cổ tức tỷ lệ 15%, thì 15% ở đây là 15% cổ phiếu nhé đó. Thì ở BC1 này thì giai đoạn vừa rồi nó dính một cái gọi là diễn biến chung của cái nhóm ngành điện lực, đó là cái câu chuyện về điều tra điện 8, điều tra về cái gọi là điện 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 gió điện mặt trời gì đó. Thì chúng ta thấy là các mã cổ phiếu trong nhóm điện như là GEG nè, để PC1 nè, thì nó vận động khá yếu, tại vì nó là liên quan đến cái bộ điều tra về điện mặt trời điện gió Trung Nam gì đó, thì các cái doanh nghiệp này nó cũng đang ngắn hạn nó bị ảnh hưởng, nhưng mà về nội tại thì không phải là doanh nghiệp nào thì nó cũng chỉ, ví dụ như PC1 đi, ngoài các cái mảng điện 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 khác thì nó còn có cái mảng gọi là mảng xây lắp nữa, mà mảng xây lắp này là cái mảng chính của BC1. Ngoài ra thì những năm trước thì nó còn sốt lên, BC1 nó còn được sốt lên do cái gọi là có một cái mỏ niken đúng không, nó có một cái mỏ niken đấy đó, tức là không chỉ gọi là chỉ riêng trong gọi là trong một cái mảng điện mặt trời đâu, nên là ở trong BC1 thì nó cũng không riêng gì trong một cái mảng điện điện tái tạo đấy, nhưng mà mình vẫn thì thấy là mã này là một trong mã mà mình đánh giá là về mặt cơ bản là ok, nếu mà anh chị nắm chung dài hạn thì chúng ta bỏ qua được những cái biến động ngắn hạn này kia nọ thì ok, còn ví dụ như là anh chị em mà muốn đầu tư thì chúng ta vẫn sẽ phải có những cái chiến lược mua cho nó phù hợp, tại vì ngắn hạn thì giá cổ phiếu nó sẽ bị phản ánh bởi cái tâm lý thị trường chung, khi thị trường chung nó tiêu cực, ngành nghề nó có tiêu cực thì chắc chắn nó sẽ bị và ngắn hạn, mà khi mà anh chị em mua trong những cái thời điểm đấy nó gọi là nó hơi xấu xấu thì nó lại được cái giá tốt đó, cho chuyện dài hạn đúng không? Cuối tuần qua ngày hôm qua đúng không, thì chúng ta có cái thông tin là Novaland lỗ 7.300 tỷ đồng sau success, Novaland nói gì thì ở đây chúng ta thấy là đây thì cái nguyên nhân là nó đến từ là nói chung là cái câu chuyện gọi là định giá sai thời điểm, thì ở đây thì công ty là không đồng ý với xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất là tháng 4 2017 cho công ty đảo hàng tức đến 4 2018 ở năm 2008. Ở Novaland thông tin hiện nay Nova đang tiếp tục kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng sở ban ngành để xem xét xử lý thấu đáo cho công ty. Khoản giá trị trích lập dự phòng này sẽ được điều chỉnh và được hòa nhập cái đủ điều kiện, thì cái này nó sẽ dẫn đến hai cái vấn đề. Thứ nhất là bây giờ chúng ta cũng chưa biết là cái khoản lỗ này là nó có được điều chỉnh hay nó có được hòa nhập hay không, nhưng mà hiện tại thì Nova đang lỗ, và trong các cái giai đoạn gần nhất thì chúng ta thấy là Nova nó bị cắt margin đó,
Thì chính do câu chuyện cắt margin nên là nó có một cái cú nó sập tương đối đó. Thì với cái động thái như cái của phiên ngày hôm nay thì chúng ta chắc chắn cái chuyện mà Novae sắp tới là nó cũng chưa được cấp margin trở lại đấy, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là nếu mà cái thông tin này nó ra vào ngày thứ sáu, ngày thứ bảy là nó có ý đồ là để cho một ngày để thị trường ta hấp thụ được cái thông tin thì ok, thì nếu mà qua ngày thứ hai không có tin gì xấu hơn thì có thể là cái giá cổ phiếu nó đi ngang quanh cái vùng khoảng giá 10.9 đó, 10.9, 10.5, 10.9 gì đó. Thì anh chị em quan sát, nếu mà trong trường hợp mà xấu nhé, mà nó phá qua cái thủng đó thì có thể là nó sẽ kích hoạt một cái tâm lý bán tháo. Là khi mà cái tâm lý bán tháo nó xảy ra thì có thể là nó sẽ đẩy cái giá cổ phiếu này nó giảm một đoạn. Còn giảm bao lâu hoặc giảm mạnh như thế nào thì chúng ta nó sẽ còn tùy thuộc vào cái động lực bán của cái phe họ muốn bán hàng ra nữa. Thì chắc chắn thì cái việc mà Nova mình nghĩ là nó sẽ có tác động ngắn hạn đến các cái nhóm cổ phiếu bất động sản khác. Nhưng mà mình đang thấy ở đây thì có nhiều khả năng là nếu mà các cái gọi là Nova chỉnh làm cho các cái mã cổ phiếu bất động sản khác nó chỉnh theo, ví dụ như là Phát Đạt này, TCH này, rồi Khang Điền đi, thì anh chị em cũng đừng quá lo lắng, tại vì cơ bản thì có thể đây nó chỉ là một cái biến cố mang tính chất là cục bộ của một cổ phiếu thôi, chứ nó sẽ không mang tính chất là đại diện cho toàn nhóm ngành đó Nova, tại vì là cái vấn đề đó là vấn đề của Nova chứ nó cũng chẳng liên quan gì đến ví dụ như là các dự án hoặc là việc mở bán sản phẩm của con TCH hay là cái việc KDH Nam Long. Thì chúng ta sẽ phải quan sát từng cổ phiếu một để chúng ta đưa ra các cái kịch bản mua bán khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ là chuyện của Nova thì nếu mà ngắn hạn mà nó phá thủng cái mức 10.5 đến cái mức 10 gì đó, nói chung là nó có một cái nền đáy ở quanh đây Nova thì anh chị cũng nên cẩn trọng. Đó, đó là cho những anh chị em mà đang cầm hàng Nova nha, thì nó phá thủng cái nền đáy khoảng giá 11 ở đây nè, thì nó còn cái đáy cũ ở cái giai đoạn là giai đoạn gọi là bán giải chấp đó, thì nó quanh giá 10 đó, thì mình thấy là nguyên cái giai đoạn nó đang tích lũy đó. Thì nếu những thông tin này nó được chiết khấu vào trong cái ngày thứ bảy chủ nhật, tâm lý nhà đầu tư người ta không hoảng loạn nữa, và phía dưới đây có dòng tiền tạo lập người ta đang cân ở dưới, thì có thể là người ta sẽ đỡ cầu, có thể là cái phiên thứ hai nó xanh. Thì nó phiên thứ hai nó xanh thì cái tâm lý người ta sẽ gọi là chuyển từ cái tâm lý gọi là đang lo sợ trong cái ngày chủ nhật là mở phiên nó giảm, thì trong phiên nó xanh thì có thể là lúc đó người ta sẽ không bán nữa đó, thì không bán nữa có thể giá cổ phiếu đi ngang. Còn nếu mà các cái dòng tiền lớn người ta đánh giá còn những cái thông tin gì đó xấu hơn, có thể là nó phá vào vùng này thì nó sẽ tiếp cận lại vùng đáy cũ quanh giá 10 đó, vào cái vùng giá 10 này sẽ là cái vùng vừa là số chẵn nha, vừa là cái vùng tâm lý, mà nó phá vào đó thì chúng ta cũng chả biết nó sao nha anh chị. Ok, xu thế thì vẫn là xu thế giảm thôi, chả có cái gì để cập nhật. Sóng sánh thì cũng chỉ là sóng sánh 5-7% đánh qua đánh lại nhỏ lẻ vật lộn nhau thôi. Ok rồi, trở lại diễn biến về mặt tình hình thị trường chứng khoán trong nước đi, thì chúng ta có một cái phiên cái tuần đỏ nhẹ, giảm 0.04% khối ngoại thì lại có tiếp tục một phiên mua ròng, thanh khoản thị trường đạt gần 22.000 tỷ. Nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục là gọi là hút tiền, đúng không? Gọi là gì ta? Cán bộ đi trước rồi là nước theo sau, đúng không? Nên là cái này là mình muốn nói với anh chị em, chúng ta đang có gọi là cán bộ ngân hàng đi trước để lý thị trường rồi, chứ không phải là giống như những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là thị trường đi lên mà giống như rắn không đầu á, mình thấy nó cũng lo. Mình giai đoạn này đi cán bộ đi trước rồi, nhiều cán bộ tăng mạnh lắm, nên là mình nghĩ là thị trường khả năng ở đoạn này là ok. Ngắn hạn thì nó chắc chắn là nó sẽ có những cái tâm lý chốt lời ở quanh vùng 1.300, tại vì sao, tại vì cái 1.300 này thì nói gì thì nói, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì ai cũng sợ thôi, với lại bây giờ cầm cổ phiếu ngân hàng cả năm rồi, bây giờ mới có lãi được 5-7% mà mấy ông lại đòi vặt à, đúng không? Nên là giờ tăng lên 1.300 là anh em phải chốt lời trước cái đã, từ từ tính tiền trong túi mình mới là của mình, nên cái tâm lý đó mình cũng hiểu. Nên là hiển nhiên thì lên đến một cái vùng 1.300 đây chưa biết là tăng bực hay không, đúng không? Rồi là mấy ông cứ phân tích phân teo rồi nói gì thì nói, tôi đéo quan tâm đấy, tôi chẳng quan tâm. Thì cứ chốt lời trước đi cái đã, cho nên là chúng ta thấy là ngay trong phiên là bắt đầu là khi một buổi sáng có những lúc là kéo xanh lên đó, là bắt đầu đến buổi chiều là có những cái áp lực chốt lời nhất định, nhiều mã cổ phiếu là nó cũng quay đầu giảm đấy, ví dụ như thấy là rất nhiều mã là có một cái cây nến
thì đến phía trên này, chỉ có một vài mã như STB là nó giữ được sắc xanh thôi. Đó, chứng khoán cũng bị trên tình trạng tương tự. Thì mình nghĩ là cái đó, điều đó là cái điều hiển nhiên. Đó là nó cũng không có cái gì lạ ở trong thị trường này cả. Và thị trường ta nó sẽ cần những cái cú gọi là, có thể là nó sẽ cần những cái cú nó test lại, nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng thì ở đây là cú test thôi, tại vì đi sâu vào từng cái nhóm ngành ấy, thì mình không thấy là cái diễn biến nó quá tiêu cực, mang tính chất gọi là đảo chiều mạnh. Như là ở đây thì chúng ta thấy thị trường cảnh tâm lý là 1.300, hỗ trợ thì khoảng 1.280, thì có thể là trong tuần thứ hai đó có thể là nó một vài phiên nó đi ngang tích lũy đây nè đó, và nó chờ các cái chỉ báo này nó hạ nhiệt một xíu, sóc rễ đó có thể là nó bẻ xuống hoặc là nó bẻ ngang ra, đúng không? Có thể giống như giai đoạn này nè, nó bẻ xuống hoặc là nó bẻ ngang ra, thì cái lúc mà nó đảo lên là lúc mà nó sẽ là lúc mà nó vượt giống như những cú này đấy đó. Và cái thằng rễ đai của thị trường chúng ta thì bây giờ nó cũng chưa đến những cái vùng quá mua anh chị, nên là kêu là nó nóng thì nó cũng không phải là một những cái lúc mà thị trường nó quá nóng đâu, mà cái việc thị trường nó đi như thế này thì mình cảm giác nó lại ok, tức là nó không tăng phần 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 lên, nó tăng thẳng đứng chữ B lên đó, thì mình nhìn cái rễ đai nó sẽ gọi là rất là rủi ro. Nhưng mà thị trường chúng ta nó tăng lên rồi nó bẻ ngang ra rồi nó chỉnh chỉnh lại, nó thì nó cứ đi nó vận động giống như cái đoạn này nè đó, thì thị trường lúc đó nó sẽ tăng rất nhiều nha. Mà cái đoạn này chúng ta thấy là cũng tăng, có sự đóng góp của nhóm ngân hàng giai đoạn đầu năm 2024, thì chúng ta cũng có những cái câu chuyện về tỷ giá hạ nhiệt đó, nên là mình thấy là bối cảnh giống nhau đó. Còn chúng ta lại trải qua nguyên một cái giai đoạn là rễ đai nó vận động ở dưới cái vùng gọi là vùng quá bán này, thì mình nghĩ là khả năng giai đoạn sắp tới nó sẽ có những cái vùng như thế này. Một cái điều kiện khác nữa là thằng ADX của thị trường thì nếu mà các cái phiên tới mà nó vượt lên được cái vùng 20 thì sẽ là cái tín hiệu tích cực hơn. Cái tuần thì chúng ta thấy là thị trường cái tuần hỗ trợ tuần thì vẫn là vùng 1.240, kháng cự tuần thì vẫn vùng 1.290, 1.300 đó ở đây đấy. Ok, nếu mà vượt được ở đây thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có một cái vùng cản tâm lý của hôm đầu thị tháng, nó sẽ lên đến đâu đó khoảng 1.320. Tiếp được thì chúng ta sẽ có cái đường trend line, nó sẽ chờ đợi chúng ta khoảng 1.400, 1.460. Cái đó là cái mà mình nghĩ là cập nhật về diễn biến xu hướng, diễn biến nhóm ngành. Nhóm ngành ngân hàng thì hiện tại thì chúng ta biết là thấy báo chí media ai cũng nói về ngân hàng rồi, thì mình nghĩ là về mà ngắn hạn đó, ngon thì chúng ta cũng chả còn ngon đâu, tại vì cơ bản là những người có hàng nữa thì người ta tiếp tục người ta nắm, còn những cái người mà người ta mua mới thì anh em mà đánh như thế STB thế này thì anh em đánh là chỉ chấp nhận mua cao thôi, không có điểm mua, không có điểm mua. Bây giờ mua thì phải chờ chỉnh đó em, bây giờ một là anh chị chờ chỉnh đến cùng, hai là chúng ta lao vào chấp nhận mua cao, thì cái mấy cái clip nào mình cũng phân tích rồi, là anh chị thấy những cái trạng thái là quá mua này nè nó xảy ra thì rồi thì nó cũng sẽ điều chỉnh thôi đó, rồi nó sẽ điều chỉnh thôi, nó điều chỉnh ở một cái lúc nào đó, nó sẽ điều chỉnh ở một cái lúc nào đó. Nhưng mà cái việc mà anh chị em thực hiện những cái lệnh mua ở đây phải xác định là lệnh mua đầu cơ đó, lệnh mua đầu cơ thì đầu cơ thì nó có giá của nó, nên là sai thì phải cắt, chứ còn gọi là lý lẽ gì những cái lúc mà nó đang ở trên vùng cao này nữa, đúng không? Lý lẽ là những cái lúc mà giá cổ phiếu đang đi ngang đang ở dưới nè, ở những lúc mà Techcombank nó vì Vietcombank nè nó có tín hiệu đảo chiều đó, thì mình cũng làm những clip cập nhật là leader nhóm ngân hàng hoặc là nhóm ngân hàng đảo chiều đó, thì đến bây giờ là nhóm ngân hàng nó đã đảo chiều rất thành công rồi, thì bây giờ mình nghĩ là mình cũng sẽ không có tập trung những cái lệnh mà đầu tư nữa, chúng ta sẽ có những cái lệnh mang tính chất là hơi hướng là đầu 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 cơ hơn đó. Nhưng mà ít nhất đầu cơ thì cũng phải có những cái phiên chỉnh, và với cái cách đi năm đánh năm nay của thị trường thì có thể nó sẽ không chỉnh đồng loạt đâu, nhưng mà nó sẽ có con đánh tăng con đánh ấy, ví dụ như này nè, những con ACB nè, MB nè, nó có thể thay nhau, có thể là ngày hôm nay thì hôm thứ sáu là STB kéo rướng nè, nhưng mà qua tuần là có khi nha ACB nó chỉnh được trước á, thì ACB nó chính là cái con vực nền đầu tiên, bây giờ nó sẽ quay lại nó lại tăng tiếp, hoặc là MB nè nó chỉnh trước nè đó, xong rồi nó vượt luôn cái biên trên này nó đi lên đó, thì anh chị em phải quan sát cái cách đánh của thị trường giai đoạn này rất hay. Mình không có có đánh giá cao một cái thị trường mà tất cả mọi thứ nó lên đồng loạt như nhau, giống như năm sóng Covid á, nó lên đồng loạt như nhau, đến hồi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy con nào nó cũng tăng rồi, và chúng ta thấy là không còn quá nhiều cơ hội đầu tư. Nhưng mà năm nay á, nó đánh rất hay, có những nhóm nó tăng rất nóng nha, ví dụ như chúng ta nhìn ví dụ như nhóm công nghệ nè, FPT nè, nó tăng, nó vẫn neo vùng cao nhưng mà nó đang đi ngang ra đó, nó đi ngang bao lâu thì không ai biết nha, mình cũng chả biết đó, anh chị nào biết thì anh chị comment ở dưới, còn mình là mình không biết rồi đó. Đấy
thì trong cái lúc mà FPT nó tăng thì những con ngân hàng thì nó chúi đầu, nó giảm, rồi thép cũng giảm đó, đúng không? Thép cũng giảm đó, ngân hàng thì nó cũng giảm, nó đi ngang. Thì bây giờ những cái con kia nó chững lại, nó đi ngang, thì những con này nó tiếp tục đi, nó tăng lên xuống, tăng thì nó vẫn giữ đó. Và nó đây là cái chuyện mà luân xe chiến nha. Mà luân xe chiến này mình thấy là đánh, mà đánh xoay vòng xoay tua như thế này là bài nó còn, mà bài nó còn á thì thị trường chúng ta nó khó giảm. Ví dụ như chị nhìn nhóm bán lẻ nè, Masan nha. Đó, bây giờ chúng ta hiển nhiên là mình cũng chán cái Masan này á, nhưng mà cơ bản là anh chị cứ để ý đi, đó đến lúc mà nó tăng được là nó sẽ gánh đó. Nó cũng giống như là MWG thôi, dưới 4x thì chê đấy, nhưng mà tăng rồi là nhiều người lại khen đấy. Cái câu chuyện thị trường nó là như vậy thôi. Mọi người thì đều ai cũng muốn là mua xong mai tăng liền, đúng không? Đó, mua xong mai tăng liền thì đấy. Còn đầu tư thì nó phải từ từ đó. À, nhóm đầu tư công đó cũng là một cái nhóm mà năm nay cũng có những cái sự điều chỉnh này, nhưng mà nói chung là cái câu chuyện đầu tư công là cuối năm năm rồi thì nó hết rồi, nó cũng hơi nhạt. Chúng ta phải coi là nó có câu chuyện gì đó mới hay không. Dầu khí, chứng khoán thì vẫn đang những cái câu chuyện gọi là KRX rồi hệ thống kiểm thử đó. Nhưng mà đa số thì mình nghĩ là nó đến được cái giai đoạn là nó đã tích lũy đủ đó, kèm theo những cái thông tin tức ở trên thị trường rồi dòng tiền nó quay trở lại, thì những cái nhóm như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản là những nhóm sẽ phản ứng nhạy nhất với cái chuyện mà dòng tiền. Thép thì đâu đó nó vẫn đang dùng dần những cái tin tức ở trên thị trường như là chứng khoán phá giá rồi giá thép giảm, thì anh chị em xác định là vùng này chúng ta chỉ gọi là vùng để đầu tư thôi. Nếu anh chị em đánh sóng, đánh kiểu scalping, đánh biên trên biên dưới thì chúng ta xác định là cái vị thế chúng ta đánh ngắn thì phải lãi vài phần trăm mà đi ra. Thì chúng ta đừng có nhìn dài quá, tại vì anh chị em cứ nhìn dài có theo cái kiểu mở rộng nâng công suất lên, đúng không? Nhưng mà nâng công suất lên, ví dụ bây giờ giá cổ phiếu ví dụ Hòa Phát đi, đúng không? 26 ngàn thì cũng là câu chuyện nâng công suất, nhưng mà về 15 ngàn có khi người ta vẫn kể câu chuyện nâng công suất đó thôi. Nhưng mà khi mà 15 ngàn anh chị đầu tư lại tốt hơn, không? Nhưng mà khi nào nó về 15 em chả biết. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là nó cũng không không thể là nó không xảy ra đó. Nên là chúng ta tham gia vào vùng này thì chúng ta phải xác định là nó vẫn có cái cửa đó. Hiện tại thì nó đang gọi là công bình hai đáy, nó tích lũy break ra ở một thước đồ đẹp. Thì mình cũng vẫn khuyến nghị anh chị trong nhóm khách hàng là anh chị muốn mua đầu tư là nhịp trước này là đã mua được một phần rồi nè, giờ chúng ta chờ nó hồi vào đây để chúng ta có thể là bán lợi nhuận ngắn hạn đó, gọi là hồi lên cận tuần. Còn anh chị nào mà nhìn xa ơi là xa thì anh chị em nắm giữ đó, nhưng mà phải đặt ra cái điểm bán nha, chứ không phải là chúng ta cứ gọi là cứ nằm ở đó. Chúng ta cứ gọi là chúng ta cứ đi theo cái triển vọng của công ty ấy, nhưng mà lỡ một cái gọi là cú thiên nga đen gì đó nó xảy ra đi, giá cổ phiếu nó giảm sâu rồi sao? Đây là Covid nè, anh nhận thấy nó đi nền quanh đợt đó là bây giờ nó chia rồi thì nó quanh giá 10 nè đó, thì nó những cái lúc mà đỉnh điểm nó đấm được về 5 về 6 mà. Thì cuộc đời mà, không khó biết được đâu nhỉ. Ok rồi, thì cái clip cũng dài này. Thì mình nghĩ là với cái trạng thái hiện tại thì mình nghĩ là trên thị trường của chúng ta nó đang có hai nhóm nhà đầu tư, một là nhóm nhà đầu tư là cầm cổ phiếu sẵn chờ vượt, hai là những người chốt lời rồi giờ đang lên đó để mất mẻ chốt lời, thì có thể thị trường nó sẽ phải trải qua một vài phiên hoặc là một cái giai đoạn để thay máu cái dòng tiền, những cái dòng tiền nhỏ lẻ người ta chốt đi để thay những cái nhà đầu tư mới vô đó, hoặc là những, nhưng mà nếu mà với cái trạng thái thiên thời địa lợi nhân hòa như hiện tại thì mình vẫn đang ủng hộ thị trường theo xu hướng là vượt đó. Còn nó vượt được nó lên 1.000 tươi không, hay là nó vượt được nó test lại thì lúc đó mình cập nhật tiếp đó, chứ cũng chả phải muốn khẳng định sớm để làm gì đấy. Ok, thì chúc anh chị một cái tuần mới chủ dịch thuận lợi. Bye bye, cảm ơn anh chị ạ.